thì còn đau không chị? Nó cũng sợ thuốc giảm đau trong cơ thể. Đau nhưng mà không có gì. Nói chị đi. Chị bà mới Phương. Ngon bệnh. Thuốc của thuốc đó là bác sĩ nói bệnh khi mà uống mà thích ứng thuốc tốt là sẽ phải nổi mụn rất nhiều. Mà tới bây giờ sau 21 viên thuốc rồi vẫn còn khó nổi mà có nhiều đây rồi. Mà tôi có luôn. Không hiểu. Mà có những lúc mà giống như là từ giao cách cảm vậy đó Phương. Cái hôm mà chị bị ngứa người đó, chị bên Hàn Quốc là lúc đó qua đến Hàn Quốc. Cái ngày đầu tiên qua tự nhiên đêm đó ngủ không được. Chị lại nhìn đi, lại suốt cả người. Nhắm với lại như cuối cùng ở nhà là Mai Phương cũng bị ngứa, bị tác dụng của thuốc. Dạ. Ngứa như điên, mà bên kia tôi cũng ngứa như điên. Thôi là không sao. Bây giờ thì đang tạm ổn. Và nếu mà không có gì thay đổi thì Phương sẽ được điều trị ngoại trú. Đợt này sẽ được về nhà nghỉ. Và đến đợt tiếp theo, nếu mà cần thì lại chạy vào viện. Đây không phải là xuất viện hoàn toàn, mà là chỉ điều trị ngoại trú để cho Phương cũng thoải mái tinh thần hơn. Để dẫu sao thì ở bệnh viện thì đi qua đi lại không gian cũng chỉ có nhiêu đó. Nhưng mà ở nhà thì có người thân. Rồi ở nhà mình có công viên, mình đi xuống mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Với lại được gặp con gái La Vi thường xuyên hơn. La Vi bây giờ là đi không biết phải nói với mình hơn. Tại vì từ từ gia đình, từ là gia đình là ba mẹ và gia đình Phương giờ trong đó là cả chị Ốc rồi bạn Phương như kể cả hai mẹ đó mới nhận người chăm sóc cho là gì những anh chị đồng nghiệp là những người mà đã từng đi chung thậm chí là ngay cả những người chưa bao giờ gặp và chưa bao giờ diễn là anh được biết hơn chị Hồ Ngọc Hà hay là nhiều đến mức độ mà tôi cảm thấy mình bị quá tải thì không nghĩ là mình nghệ sĩ bên hải ngoại nữa, không nghĩ là mình được quan tâm nhiều như vậy. Rồi đến bệnh viện 175 cũng là cái duyên, tại vì lúc đầu không có nghĩ là được điều trị ở đây vì bảo hiểm rồi đi khám cũng là không ở những bệnh viện khác. Rồi đi vào đây là bởi vì lý do đầu tiên chọn là mình chỉ đi khám thôi mà bác sĩ quá tận tình quan tâm, trong khi biết mình không phải bệnh viện này nên là quyết định mới chọn về đây. Thế này nói là cảm ơn bây giờ thì Phương nói là rất là nhiều và Phương chỉ biết là tôi sẽ ghi nhận nó đến chết cũng được để trong tim và sẽ cố gắng đến khi nào mà không có khả năng được bước. Tại vì mỗi việc Phương cố gắng từng ngày không phải Phương nghĩ cho Phương, cũng phải nghĩ được nghĩa cho La Vi nữa, mà còn phải vì những người đã bị Phương cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà không được nói từ chứ trên mạng xã hội là không phải là tôi tiền được 1,5 triệu mà hình như tin này Phương nhớ là trường mẫu như cũng đã đến chính rồi. Bây giờ thì Phương chia sẻ là cái phòng Phương ở là 1,5 triệu, tức là trong đó nó sẽ có 3 cái giường và 3 cái giường đó là 3 bệnh nhân, và tức là họ có điều trị ngoại trú, họ nhập viện thì khi nhà họ về thì bác sĩ nói là nếu người nhà cần ngủ trên giường thì có ngủ, nhưng mà Phương chỉ có trả 1 giường là 500, và nếu như cộng với bảo hiểm nữa thì Phương sẽ được hỗ trợ là 200 ngàn, là 1 giường của Phương là 300. Mọi người đến mọi người cũng thấy đây là một bệnh viện nhà nước, nhưng mà may mắn là Mai Phương không đơn độc trong cuộc chiến này. Cảm thấy bản thân mình có thể vượt qua được những cái điều này và khá là rất nhiều. Hôm nay Phương có thể tự đi được, không phải ngồi xe lăn, thì Phương tin là các bác sĩ hiện nay đã đưa cho Phương một cái phương pháp điều trị chuẩn xác, nên là Phương có tiến bộ rất nhiều trong cơ thể. Còn những cái việc mà như là có bị đau lưng, mỏi lưng thì đó là những cái hiệu quả, những cái chuyện bắt buộc của cái bệnh của mình là như vậy. Nhưng mà Phương thấy Phương khá lên rất là nhiều so với cái ngày Phương cấp cứu. Hiện nay Phương cũng sẽ phải tập đi lại vận động và
ở trong cái mức độ nhẹ nhàng. Tại vì nếu như mà không vận động á, thì cái chân của Phương có thể là sẽ không ổn, vì hiện nay nó đã bị teo một bên rồi. Chân bên trái là nó teo nhỏ hơn chân bên phải. Bởi vì những cái dấu hiệu trước khi mà Phương biết là mình bị bệnh này, tức là lúc đó là đã bị đau chân và có những cái chuyến đi quay đi nước ngoài là không có thể di chuyển được, nằm ở nhà mà rên. Còn bây giờ thì hiện tại nó đã đỡ đau rồi, vì đã xạ nhiều tia, 10 tia ở trong các điểm di căn vào xương, cho nên là cái tình trạng đau nó không có còn nữa. Nhưng mà không thể vận động quá mạnh được, tức là đồng nghĩa với việc là em không thể leo lên sân khấu và nhảy nhót, hát múa như trước đây đi diễn, hoặc là trong các nhân vật của mình mà buộc là phải vận động với một cái chế độ khác. Thì đó là lý do tại sao. Nên ăn mà giúp đỡ của gia đình, cũng như cái tình trạng khó thở thì bây giờ bệnh nhân đã cải thiện hoàn toàn, có thể nói chuyện được bình thường. Nhưng mà tuy nhiên là cái phác đồ điều trị của bệnh nhân là cái này là có phác đồ điều trị duy trì kéo dài rất là lâu, và sẽ phụ thuộc và đáp ứng, nên là bệnh nhân sẽ phải tiếp tục điều trị duy trì đặc hiệu. Hai nữa là theo dõi để đánh giá cái sự đáp ứng của thuốc cũng như tác dụng phụ của thuốc. Thì đến ngày hôm nay thì cơ bản sức khỏe của Phương thì có thể cải thiện tốt, nhưng mà vẫn phải cần có cái sự chăm sóc và theo dõi đặc biệt của y tế. Đến ngày hôm nay là khoảng bao nhiêu ngày vào để điều trị đây nhỉ? À, Mai Phương đã điều trị đến ngày là 25 ngày, từ ngày vào đến. Thì bác sĩ đánh giá sau quá trình 25 ngày thì có những cái tiến triển gì hơn sau khi mà ra viện ấy? Thì anh vừa nói đấy, bệnh nhân đã cải thiện tốt hơn. Tôi mình hỏi về cái nghị lực của Mai Phương. À, nghị lực thì Mai Phương là một trong những người mà anh thấy rất là khâm phục về cái nghị lực. Và anh cũng rất là bất ngờ và khá là thấy có cảm tình với bệnh nhân này, vì nói thật khi tiếp nhận bệnh nhân mà một người trong giới văn nghệ sĩ, anh cũng nghĩ là đôi khi nó sẽ khó tiếp xúc, nhưng mà thực tế thì Mai Phương là người rất là giản dị, và đặc biệt là Mai Phương rất là tôn trọng cũng như là lắng nghe và tuân thủ cái phác đồ điều trị để đạt được cái hiệu quả tốt nhất, nên là và phối hợp với bác sĩ rất là tốt, thì nên là chúng tôi rất là, và hai nữa là thấy ở trên một người phụ nữ trông thì rất là bé nhỏ nhưng lại có cái nghị lực thì anh nghĩ là đáng để khâm phục. Và chúng tôi dành tình cảm rất nhiều cho bệnh nhân này cũng là vì một người mà có rất là nghị lực, và anh cảm thấy khi tiếp xúc và kể cả chuyện đời tư và chuyện bệnh tật với Mai Phương thì anh cảm thấy chị rất là nghị lực. Không, bác ơi, lúc mà tụi em có nghe thì nói là ung thư dẫn đến phải uống thuốc hủy thống hủy xương gì đấy á, thì giờ thì sau khi uống thuốc rồi thì tình trạng đấy nó còn hay không? Thì tình trạng bệnh thật cụ thể của bệnh thì nói thật là đấy là bí mật cá nhân của người ta nên cũng không chia sẻ nhiều. Tuy là bệnh của Mai Phương nó bệnh nó đã tiến triển vào xương, nhưng mà hiện tại này cái điều trị đặc hiệu nó cũng có thể khống chế lại được, và bằng chứng là bệnh nhân đã có thể tự đi lại được. Trước đây bệnh nhân đau không thể đi lại được. Đây, kéo ghế cơ quan ngồi luôn. Là có cái nguyện vọng. Thôi bây giờ thì bệnh tình thì các con chắc cũng hiểu rồi. Mỹ không đóng bỏ cái việc